Năm vừa qua, khi thị trường sốt lên vì trào lưu smartphone tự sướng, chúng ta thấy không ít hãng cho ra những sản phẩm tập trung vào chất lượng của camera trước. Không chỉ có các ông lớn hay các hãng điện tử đến từ Trung Quốc, Wiko, một tên tuổi mới của làng công nghệ cũng đã tham gia cuộc chơi với chiếc Wiko Getaway. Không để cho thị trường được hạ nhiệt, trong video này của Max Channel, chúng ta sẽ điểm qua những tính năng đặc biệt đáng giá của chiếc Wiko chạy trốn này. Wiko Getaway được xếp vào dòng smartphone tầm trung với mức giá chỉ loanh quanh 4 triệu đồng. Nhưng những gì chiếc máy này đem lại thực sự sẽ làm hài lòng phần lớn những người đang tìm một chiếc máy giá rẻ. Cái chiếc Wiko chạy trốn này sở hữu một thiết kế không thua kém gì các smartphone đắt tiền là mấy. Bao quanh thân máy là một viền kim loại cứng cáp, chắc chắn. Từ nút tăng giảm âm lượng, từ nút nguồn hay là khay SIM cũng đều làm bằng kim loại. Nắp lưng nhựa giả da, cầm rất êm và bám tay. Độ mỏng cũng cực kỳ đáng nể, chỉ ở mức 7,2mm. Trên đỉnh máy là jack cắm tai nghe 3,5mm, cạnh đáy là cổng micro USB và mic thoại. Hai cạnh bên của Wiko chạy trốn là hai khe SIM, trong đó một khe bên trái là khe nano tích hợp luôn thẻ nhớ SD, khe bên phải là micro SIM. Lưu ý là khe bên trái này chỉ có thể lắp được SIM hoặc thẻ nhớ một trong hai mà thôi, không thể lắp được cả hai cùng lúc. Về màn hình thì có lẽ tiêu chuẩn smartphone thời A còng là phải có màn hình đẹp đã trở nên quá phổ biến. Chính vì vậy thì Wiko cũng đã không quên cái chi tiết này. Chỉ với 4 triệu đồng thôi, nhưng Wiko chạy trốn cũng cho bạn một cái màn hình 5 inch LCD IPS, không phải là TFT mà là IPS, với độ phân giải HD 720p, PPI mức 297, độ sắc nét cũng tương đối, góc nhìn tốt và độ sáng vừa phải. Xét cho cùng với mức giá 4 triệu thì chúng ta không thể chê được màn hình của chiếc máy này. Về hiệu năng thì không có gì nổi bật. Wiko chạy trốn sử dụng một cái chip 4 lõi với xung nhịp khá thấp 1,3GHz đến từ MediaTek. Đó là chip MTK6582, RAM 1GB, bộ nhớ trong 32GB và viên pin xinh xắn nhỏ nhắn 2000mAh. Điểm hiệu năng khi chấm bằng AnTuTu thì chỉ loanh quanh 19-20.000. Nhưng các tác vụ thường ngày từ nghe gọi, nhắn tin tới Facebook, Zalo hay là game nhẹ thì Wiko Getaway này không hề gặp khó khăn gì. Bạn sẽ khó có thể đoán ra chiếc smartphone này chỉ có giá 4 triệu. Những cái điểm đáng trách lại là cục pin mỏng dính 2000mAh. Chính vì Wiko cho chiếc Getaway cái độ mỏng đáng kể 7,2mm, vì vậy hãng đã phải đánh đổi dung lượng pin nhỏ hơn, khiến cho máy này chỉ có thể hoạt động thoải mái trong một ngày mà thôi. Nếu là người hay chơi game hoặc nghiện Facebook thì có lẽ bạn sẽ phải mang theo người cục sạc dự phòng. Cuối cùng không thể bỏ qua đó chính là camera, điều mà rất nhiều người quan tâm. Có lẽ đây chính là điểm mà Wiko đầu tư nhiều nhất vào chiếc máy này. Nếu nói với mức giá 4 triệu thì đây quả thực là một camera cực kỳ tốt. Camera sau là 13 megapixel cùng đèn flash lấy nét tự động, cho ra những tấm ảnh tốt đến bất ngờ. Tuy có khá khá noi nhưng màu sắc thật với mắt nhìn và tốc độ chụp tương đối nhanh. Nhưng những gì mà Wiko tập trung vào lại là camera trước, 5 megapixel góc rộng 84 độ, cho khả năng tự sướng tốt đến bất ngờ. Bạn sẽ bớt đi cái cảnh mà 2-3 người phải dúi đầu chung vào nhau để chụp cùng một bức ảnh. Chưa nói đến là hàng tá tính năng chỉnh chọt từ mắt to, da trắng, má hồng, bóp mặt, vân vân. Chỉ cần ở chế độ thường thôi, mình cũng đã thấy đẹp hơn bao nhiêu so với ngoài đời rồi. Không biết thế này là tốt hay xấu khi các bạn nữ sẽ dùng camera trước để đi lừa tình anh em con trai. Mình hy vọng là sẽ không qua nhảy lầu tự tử vì gấu trông không giống trong ảnh. Và vừa rồi là video điểm qua những điều hay ho về chiếc Wiko chạy trốn. Nếu các bạn thấy hữu ích thì nhớ bấm like, bấm đăng ký luôn để tiện theo dõi các video vui vẻ khác trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại. Mày. Sao?